Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Mấy chị tải hết rồi Long. Xin chào các bạn, hôm nay là mình lại tô mỏ và bắt đầu mình tô. Chào các bạn, mình đã tô xong. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tô cá mập, cá voi, con rùa, con ong, con bọ. Mình bắt đầu mình tô đây. Thank you.
Xin chào các bạn, mình đã tô xong. Xin chào tất cả.